cầu của bên hãng Lusbao ấy, thì họ muốn tổ chức lại một cái buổi đào tạo giới thiệu về các cái sản phẩm của cộng đồng ở bên hãng của họ. Okay, excellent. Well, first of all, thank you to everyone. I'm very happy to see you all here today, and I really hope that you are in a good health and the situation will be much better soon. Okay, today I'm going to refresh you about our products. Okay. If you don't mind, I just want to spend a few words to tell you how is the situation now in Lusbao. What do you think, Tom? Vâng, như bác ấy giới thiệu thì hôm nay bác ấy sẽ giới thiệu về các sản phẩm, các dạng sản phẩm của Lusbao. Thì trong quá trình bác ấy giới thiệu thì có những cái vấn đề gì, mình có thể hiện những cái câu hỏi gì thì mình sẽ chuyển lại cho bác ấy. Okay. Well, you know that these are very tough times. In 2020, we had a complicated period. Now we are recovering despite the tough times due to the COVID. Okay. Trong cái thời điểm này thì tất cả những cái ngành kinh doanh dịch vụ của chúng ta hầu hết đều gặp những cái khó khăn do đại dịch COVID COVID-19. We are not we as many other manufacturers we are not totally out of a thunderstorm, because in this moment we are still facing headwinds or frontwinds because of some of our suppliers are delaying the raw materials, especially the steel. So China and the United States are taking all the available steel on the market. But we think that in a couple of months everything will be solved. Trong thời điểm hiện tại thì bên Lusbao cũng đang gặp một vấn đề khó khăn từ việc cung cấp nguyên liệu sắt thép. Thì nhưng mà bác ấy tự tin là trong một vài tháng tới thì cái vấn đề này sẽ được xử lý. Okay. So, we start today with a refresh of our product range. Just only to remind you what do we have in our product portfolio. Trước tiên thì bác ấy sẽ bắt đầu một cái bài cái buổi giới thiệu ngày hôm nay với một cái sản phẩm đó là bên mình của phòng kinh doanh hai các anh em đã từng bán rồi, đó là cái cầu cầu trình. Okay. You remember that Lusbau is a German company and we have two production sites, two facilities in Germany. Lusbau là một, như anh em đã biết thì Lusbau là một thương hiệu của Đức. Họ có hai nhà máy sản xuất, như ở trên là một ở Ken Sunheim và một hai nữa là Ken Border Square. Okay. We also have one production site in the United States, vâng, dedicated to the North American market. Vâng. Và một cái nhà máy nữa ở Bắc Mỹ. In the United States, we produce lifts as well as parking systems. Lusbau cũng phát triển một cái giải sản phẩm nữa là cái hệ thống đỗ xe. Okay. Of course, now we decided since 2-3 years to concentrate all our efforts on cars and commercial vehicles lifting solutions. Hiện thì Lusbau tập trung phát triển những cái công nghệ cũng như cái giải sản phẩm tập trung vào cái xe du lịch cũng như là cái xe tải nhẹ. Tiếng ạ. Đang tắt lên tiếng của mình, đây mang từ xe tiếng.
kind of introduction. Let's start with the technology, which is the most important part of all our needs. Okay. What is important is to highlight to our customers why we dedicate our efforts to a different technology versus our competitors, of course. The technology is worthless if it does not improve the daily life of our customers. And this can happen by increase the comfort of the operators with less noise, an easy access to the pickup points, more safety for the operators. Okay? Increasing the productivity of the workshop because of the lifting speed, because of better access to the area of service, because of less space required, and the shorter preparation time. Then a better return on the investment, because less space is required in the workshop, this means more leads for the same surface, low maintenance, and low downtime. Okay. Về sản phẩm cầu nâng của Nutswell ấy thì họ tập trung vào việc tạo ra cái sự khác biệt bởi công nghệ. Như thế anh em biết đó là cái công nghệ Hyperflow. Thì lát nữa bạn Thưởng hoặc bạn Hoàn bên em sẽ giải thích rõ hơn về cái công nghệ đấy, thì anh em có thể trong trường hợp mà trong khi mà đi mà đàm phán với khách hàng ấy, thì anh em có thể nói rõ về cái công nghệ đấy cho khách hàng để biết. Về cơ bản thì các sản phẩm về công nghệ của Nutswell thì nó có các tính năng như sau. Thứ nhất là nó tăng cái sự tiện ích. Đầu tiên là giảm tiếng ồn này, dễ dàng cái cầu thì dễ dàng thao tác này, và tăng cái tính khả năng an toàn. Thứ hai là tạo ra sự hiệu quả trong làm việc. Thứ nhất là cái tốc độ nâng, thứ hai là cái tức là ít cái không gian, nó tiêu tốn ít không gian lắp đặt. Đấy. Cái thứ ba là làm tức là sẽ làm cái thời gian mà chuẩn bị những nguyên phụ liệu để lắp đặt thì nó sẽ ngắn hơn. Về phần thứ ba đó là nó sẽ cái này là ít không gian trong cái song xưởng của mình, tiêu tốn ít không gian lắp đặt hơn. Tiếp theo đó là ít chi phí bảo trì, giảm cái chi phí bảo trì. Và cái cuối cùng đó là cái phần gọi là cái thiết bị khấu hao ấy, nó giảm cái khả năng thiết bị khấu hao đi. Okay. Then, which are our lifting solutions? Of course, even here we work to satisfy all customers' needs, because we understand very well our customer needs and always developed our products following our customers' requirements. So we have the two post lifts, we have the electromechanical, as you know, even if are not popular in Vietnam. We have the electrohydraulic from 3 to 8 tons. Then we have the double scissor lifts, 3.5 and 4 tons. The scissor lifts, 3.5, 5, 6 and 8 tons. The mid-rise, the 4 post lifts, 4, 6.5 and 8 tons. And the ground lifts, 3.5 and 5 tons. And especially this one, the top lifts, are becoming more and more popular worldwide. I see that in the last 8 to 10 months, the requests of in-ground lifts increased significantly.
Như anh em nhìn thấy trên màn hình ấy, thì đây là những cái giải sản phẩm chính của Nussbaum. Có cầu hai trụ này, cầu cắt kéo nâng bụng, cầu kiểm tra góc lái bánh xe, cầu bốn trụ và cầu lắp chìm. Thì từ cầu hai trụ thì có giải từ 3 đến 4 tấn. Cầu hai trụ thì chia làm hai loại, thứ nhất là cầu vít me và thứ hai là cầu nâng thủy lực bình thường. Đấy, người ta gọi là smart lift và power lift ấy. Đấy, nó chia ra các giải sản phẩm từ 3 đến 4 tấn, 3 đến 8 tấn. Tiếp theo là cầu mình anh em mình hay gọi là cầu nâng bụng ấy, double scissor lift, thì có loại 3,5 tấn và 4 tấn. Tiếp theo là cầu kiểm tra góc lái, cũng là cái cầu này thì mình cũng sử dụng để kiểm tra dụng ta service bình thường cho nó làm lốp bình thường. 3 tấn rưỡi, 5 tấn, 6 tấn và 8 tấn. Cái thứ loại thứ ba là cầu Bistroy. Cái cầu này thì nó cũng thuộc cái loại là cầu cắt kéo, nhưng mà nó có thể di chuyển ở trong xưởng, nó tiện lợi cái là nó tức là nó tiêu tốn ít không gian, và ví dụ mình trong các khoang trong các chợ ở trong xưởng các khoang với nhau thì mình có thể di chuyển cái cầu này từ khoang này sang khoang nọ. Tiếp theo là cầu bốn trụ. Bốn trụ thì cũng có cả bàn nâng bụng để dùng để kiểm tra góc lái. Và cuối cùng là cái cầu lắp chìm, nó chìm 3 tấn rưỡi và 5 tấn. Cái cầu mid rise, cái cầu đấy là cầu nó chỉ nâng thấp thôi, nâng tầm này thì làm lốp thôi. Đấy là chú ý. Vì nhiều người không biết là tư vấn cả cầu này để làm việc nâng cao thì nó khó. Cái đấy từ chiều qua nâng chỗ mắt 2 là cao nhất, cao nhất thôi. Nó phù hợp với những cái xưởng mà nó có trần thấp ấy. Không, cái đấy chỉ phục vụ để làm lốp thôi, chứ còn để sửa chữa thao dầu thứ là không làm được. Cái đấy trước đã nói với anh em nhiều lần rồi. Okay. Let's start with the mechanical toolbox. I know that these are not popular in Vietnam, even if are very reliable lifts. We produce it since more than 30 years. Are much cheaper than the hydraulic toolbox, and we are also selling these products in some wet and hot climates. In Vietnam also you have some models of smart lifts installed since many years. Main characteristics of these lifts are independent steel columns, the two motors integrated into the columns, the high adaptable or adjustable hook connection, baseless, the swiveling arms, like on the other post, no pickup points, the particular position of the arms to open the doors comfortably, the Vinatron nuts for very low friction, the electronic control board, and a very easy and fast installation. This is very useful for the technicians. Okay. Anh Luca, anh có nói là ở Việt Nam mình ấy, thì anh em hình như là cái cầu vít me này mình ở thị trường có bán không anh Huy nhỉ? Ít ngày xưa thôi. Thì ở trên màn hình ấy thì anh ấy giới thiệu những cái đặc điểm chính của cái cầu vít me mà bên Nussbaum đang cung cấp. Em có thể dịch qua đó là nhất là cái hai cái motor ấy thì được tích hợp ở trong cái cột cùng với lại cái nó có cái dây đai chịu nhiệt. Cái thứ ba là nó trong theo em biết thì trong cái cơ cấu vít me thì nó có một cái trục xoay và một cái nó sẽ có một cái đai ốc nó giữ. Thì cái đai ốc ấy nó làm một cái chất nitrotron này. Chất nhựa này thì nó giảm mai mòn. Cái chất này nó giảm mai mòn. Tiếp theo đó là cái tay nâng thì có thể quay được 180 độ. Tiếp theo đó là cái màn hình trên cái cầu ấy, thì nó sẽ có cái màn hình LED hiển thị ở trên các cột, hai cái cột. Cái để hiển thị cái thông số chiều cao nâng. Tiếp theo là
cái tay cầu Vitmea này thì nó có khả năng di chuyển, tức là thường thì cầu cái tay cầu sẽ đối xứng, nhưng mà cái tay cầu Vitmea này có thể đang di chuyển mà không đối xứng nhau để nó tăng cái không gian làm việc. Tiếp theo đó là ở cái cầu này thì anh em nhìn thấy ở trên cùng kia nó có một cái thanh ba, thế nhưng mà ở đây nó không phải là kết nối tính với nhau đâu ạ. Tức là cái cổng này nó sẽ không cố định mà nó sẽ điều chỉnh được chiều cao hoặc là tăng được chiều rộng. Tức là nó không cố định. Đấy. Nó vòng cầu được. Đúng rồi, vâng, có thể điều chỉnh được. Cái tiếp theo là các cái ở trên cột ấy hoặc là trên cái thanh cổng ấy, tất cả các cái sắc cắm điện hoặc là cái sắc cắm thủy lực ấy thì nó có tất cả các cái đầu connector ấy, tức là các cái đầu cắm khi mình lắp đặt rất dễ lắp đặt, mình chỉ cắm là xong, mình không phải đấu nối hoặc là băng dính gì cả. Đấy, tức là như thế. Tiếp theo nữa là cái lao pick up là cái bát cầu ấy thì nó có thể điều chỉnh thấp nhất là 75 mm. Cái này thì nó phù hợp cho các cái xe gập thấp đấy, hoặc là có thể điều chỉnh được lên cao này. Cao nhất thì ở đây nó không ghi em chưa rõ. Vâng, còn thân cầu thì được làm bằng thép rộng nguyên tấm chứ không hàn. Tiếp theo là không có các cái, tức là ở dưới ấy, mình đã có cổng rồi nên là không có các cái kết nối ở dưới, nên là cái không gian ở dưới nó tiện. Bắt xoay anh ạ, cái này là bắt vít, có thể điều chỉnh. Okay. Then let's start with the hydraulic technology, where we are stronger than, or where we have a deeper experience. Okay. You know that our lifts, our hydraulic lifts, are different from all our competitors. Because we designed the lifts around a new hydraulic technology. Okay? So if we are going to split or segregate the lifts into its components to explain the differences. First of all, in many of our lifts we use the NT system. The NT, you know, is the redundant hydraulic system with the master and slave to avoid the mechanical safety ratchets. Then we have the power unit with a submerged motor in order to have it always lubricated and cool. Many of our cylinders are with the hyperflow system for the automatic bleeding of the air. And all our hydraulic tuples are without cables and pulleys. Then the pickup system is ideal for all the lifting solution or lifting needs of the customers. Sorry. Okay. Như bác ấy có giới thiệu ấy thì về các dòng sản phẩm Nussbaum thì họ tập trung phát triển cái công nghệ. Ở đây thì anh Luca anh ấy đưa ra những cái đặc trưng chính của cái cầu Nussbaum. Cái thứ nhất là về công nghệ ấy, thì họ sử dụng cái công nghệ NT, thì cái này lát nữa bạn Thưởng và bạn Hoàn sẽ nói rõ hơn về các anh. Cái thứ hai là về motor ấy, thì motor chìm trong cầu. Thứ ba là xi lanh thì cũng sử dụng công nghệ Hyperflow. Về cấu trúc cầu thì không sử dụng dây cáp cũng như không có pulley. Cái thứ hai nữa là về cái bát nâng cầu ấy thì nó được thiết kế đa dạng với các dòng xe khác nhau. Bạn để em giải thích luôn cho anh cái Hyperflow với cái NT nhé. Cái đoạn về sau nó sẽ nói. Tí nữa là sau, thì lần sau đến bên kia thì đến nào dùng thì đấy thì nói. Ok Luca. Okay. Then let's start with the top range. We have the Power Lift HF3S. This is the safest two-post lift in the world. It is also most expensive, I know.
I think this is really the best two post, hydraulic two post available on the market. We call it the 3S because of three-port safety. Because of this lift, we have three safety systems. Because we have the entry, the master, and the system, plus mechanical safety ratchets. And these lifts are available in 3, 3.5, 4 and 5 tons. Thì đó là cái đầu tiên, đó là cái cầu nâng hai trụ HF rồi nữa, nó là cái viết tắt của từ Hyperflow đấy. Nó cái loại là cái loại cầu an toàn mà rất phổ biến trên thị trường. Tất cả những cái đặc điểm và tính năng của cái hệ thống Hyperflow này thì nó có thêm một cái khóa cơ khí, đó là cái khóa cóc cơ khí, nó giúp cho cái cầu nó ăn trở nên an toàn hơn, cũng như là giảm cái độ cái chịu lực của cái xi lanh trong quá trình làm việc. Cái cầu HF này thì có loại 3 tấn rưỡi và 4 và 5 tấn. Cái cầu HF này là mình chưa nhập về, chứ mình mới chưa nhập về cái cầu HF 3S là chưa nhập về, mà chỉ HF thôi. HF là chúng ta cái mạch chúng ta không có cái khóa cơ khí. Nên thì cái này họ bổ sung thêm một cái khóa cơ khí nữa theo tiêu chuẩn của an toàn của Nhật ấy. Thì họ bán cho Nhật thì họ cần thêm một cái khóa cơ khí nữa. Bản thân là cái công nghệ NT ấy, nó có hai xi lanh kép. Xi lanh kép thì mỗi xi lanh nó tính là một cái gấu an toàn rồi. Bởi vì đứt một cái còn cái nọ hoàn toàn bình thường. Thì tính là hai cái gấu an toàn, với lại cái S3, cái xếp thứ 3 là cái khóa cơ khí. Đây là 3S là 3S ở đấy. Okay, look. Okay. Okay. We have the explanation of 3S: triple safety, speed, longer life, less down. Which are the main characteristics of these lifts? Even here, the banded columns, because the columns are the same of the mechanical tools, no static connection between the columns, differently from our competitors. The hyperflow synchronization system, the NT system as well, okay. And on this lift we also have the mechanical safety ratchets with direct lowering. I mean, you don't need to lift it up before lowering. The controller, this means the lever to control the lift, and this is the only one that you can adjust the lowering speed. Very easy installation, so you save a lot of time during the installation procedures. And the pulley cylinders, always protected inside the columns. Adjustable height up to 4.9 meters. And base left. Okay. Smooth to the option. Okay. Anh Thuận về cái cầu HF3S này thì nó có những cái đặc điểm chính như sau. Thứ nhất là nó không có cái kết nối tĩnh giữa hai cột. Sử dụng công thứ hai là cầu HF3S này sử dụng công nghệ NT, không cáp, không pulley. Và tức là không cần bình thường cái cầu nâng hai trụ của anh em mình ấy, thì trước khi hạ xuống thì phải nâng lên một đoạn, thì cái này cầu nâng HF3S này không cần nâng lên trước khi hạ xuống. Tiếp theo đó là cái xi lanh ở trong cột thì luôn được bảo vệ rất an toàn. Trong quá trình cái này để em giải thích, cái này là xi lanh kéo, tức là cái xi lanh này nó treo á, nhưng khi mà mình kéo lên ấy, làm việc ấy, thì cái xi lanh nó được luôn được bôi trơn bởi dầu nên là nó được bảo vệ. Bình thường ví dụ như cái xi lanh của cái cầu Trung Quốc của mình ấy, nó là cái xi lanh đẩy ấy. Thì khi mà để dưới thì đẩy lên thì nó thoát khỏi cái nòng xi lanh ấy, thì nó không có dầu bôi trơn nữa, thì trong quá trình sử dụng thì nó không được bảo vệ, thì nó không bằng cái loại pulley kéo này. Và cái điểm tiếp theo, ưu điểm tiếp theo nữa là cái pulley kéo này nó ít khi, gần như là không bao giờ bị cong xi lanh. Cong ti, vì thường của Trung Quốc ta hay gặp phải tình trạng là cong ti ấy. Nhưng mà cái cầu này là do nó chịu nén,
thì là xin lỗi xin lỗi đẩy thì sẽ bị cong đi, nhưng mà cái xin lỗi chúng ta của cầu Nussbaum là xin lỗi kéo cũng giống như là cầu các cầu của rác cũng rác của mình cũng là cầu dạng xin lỗi kéo đi, nó kéo là nó không bị cong. Nữa ra em giải thích thêm một chút nữa là cái mà anh em kinh doanh mình hay thắc mắc, khách hàng thắc mắc, tức là anh em nhìn cái phần này nó chia ra hai đoạn, một đoạn ở đây thân này là thân cầu chịu lực, còn trên này nó rất là mỏng manh, thì nhiều người về khách hàng cũng thắc mắc là tại sao mà không làm thẳng phát trên này, thì bản em cũng hỏi bên Nussbaum rồi, họ giải thích mà em thấy nó rất là thuyết phục, bởi vì họ giải thích là cái phần này cũng là phần chịu lực, bởi vì cái cụm trượt của mình nó dài từ này và nó di chuyển đến cái cao nhất của nó tới đây thôi. Thì nếu mà chúng ta học về phần vật liệu ấy, về phần kết cấu ấy, thì cái phần này phần chịu uốn, còn lên trên này không có, không chịu tải gì cả, chỉ chủ yếu là của hãng họ đưa ra cái này là để đưa cái dây phía đường cửa lên trên này cho nó tránh cái trường hợp là bị phải đi dưới sàn thì đi dưới cổng trên này. Phần này phần không chịu lực nên là dù nó là to hay nhỏ nó không quan trọng, như là càng cầu Covid chẳng hạn thì nó sẽ thả tức kịch trên đây và bắt cái phần sang, bởi vì bản thân cái cổng này của cầu Nussbaum nó cũng rất là mỏng manh ở phần trên này, nó chỉ đi dưới điện thôi, nó không chịu được đấy. Rất nhiều anh em thắc mắc đấy, thì khách hàng cũng sẽ có người thắc mắc như vậy, em giải thích để cho anh em hiểu, vì cái phần chịu lực uốn nó ở cái đoạn từ vị trí này xuống dưới thân dưới chứ không chịu uốn ở trên này. Thế là cảm, nếu mà chúng ta là vui như thế này thì cảm giác nhìn cảm giác là ok, nó có phải để chống hai trụ với nhau tránh ập vào thôi, nhưng bản chất nó không phải cái thân cầu của chữ uốn, chứ không phải là kéo của hai phía vào, kéo nó đã có cái phần bu lông ở dưới để bắt chân nó rồi, cái cong khi nó cong đến thì nhìn cái mùi tải trọng của nó thì sẽ cong dần để từ đoạn giữa thân cầu này chứ không còn trên. Đừng hay là em giải thích cho anh em luôn cái công nghệ Hyperflow đi, bởi vì Hyperflow đấy nó có hai Hyperflow đây, thì anh nhìn thấy đây nó có 2-4 xi lanh, mỗi thân cầu sẽ có 2 xi lanh, nhưng mà cái HF3S này nó sử dụng công nghệ Hyperflow, cái NT chứ không phải Hyperflow. Hyperflow là công nghệ mà nó sẽ tự cân bằng cầu, giống như cầu Kogi hoặc cầu Nussbaum, để dễ khi mà lên vị trí cao nhất của cái cầu ấy, thì giữ khoảng 20 giây thì hai cái thân cầu hai bên nó sẽ thăng bằng với nhau, trên nó một van, hai con follow với van nó tự động cân bằng thủy lực đấy. Khi xả e đấy cũng như vậy, cầu này không cần phải xả e cơ khí như mình làm thông thường, mà chỉ cần nhấn lên vị trí cao nhất giữ là nó xả e được, vẫn là không cần cáp để cân cầu hay là gì cả. Còn cái NT là công nghệ có hai xi lanh, hai cặp xi lanh, mỗi trụ là hai cái xi lanh, hai trụ này sẽ tổng hợp lại và hai mặt thủy lực độc lập, cái bên này sẽ thông ra cái này sẽ thông ra sang này. Dù là ở đây không hiểu rõ là ví dụ đây nó hai mạch này, một mạch màu xanh, đấy, không hiểu rõ, một màu xanh là một mạch trên mạch dưới này, một trong hai mạch này đứt thì cái cầu vẫn hoạt động bình thường. Đấy, thế là người ta gọi một cái công nghệ an toàn của nó. Mà cái này giống như cái cầu cắt kéo của mình, những cái cầu mà lắp nổi hầu hết được qua xi lanh, nhưng mà không phải cái nào cũng có hai cái NT này là thông với nhau, không có cái mạch thì được đây để điều khiển. Đó thì là cái hai cái hollow cái NT, hai cái nguyên nhân thích cho anh em hiểu rồi, kể cả cái vấn đề cái kết cấu của cầu nữa đấy, thì anh em cũng hiểu vấn đề đấy. Ok. À, thêm một cái đặc điểm nữa của cái cầu hai trụ Nussbaum này, cũng giống như các cầu khác thì cái tay cầu nó đều là không đối xứng nên là có thể mở rộng cái không gian lại kìa. Một cái này nữa mà trước là anh em lắp đặt mình cũng nhầm, nên là gần như việc mà khách hàng người ta cũng ý kiến, bởi vì là cái tay một ưu điểm của cầu Nussbaum đây là cái tay nó vẫn bất đối xứng, nó giúp cho việc là cái xe mình sẽ muốn nó lệch, vậy nên là cái hai cái thân cầu này nó không quá để cái lòng cầu không để quá rộng, bởi vì khi mà chúng ta kéo cái xe về phía sau ấy, thì cái cửa nó rất là dễ dàng, đồng thời là cái không gian thao tác nó rộng hơn. Ngày trước mình cứ quen với cái việc là lắp cầu Kogi cũng như cầu Trung Quốc cùng khác thì là mình lại đỗ xe là cân ở giữa, thì đôi khi cái cửa nó không mở được, nó khó mở rộng cái cửa ra đấy. Thì với cái cầu, những cái cầu lệch tay lệch tâm này, chúng ta phải đỗ xe lùi phía sau thì lúc đấy nó rất là thoáng không gian làm việc. Cái đấy thì em cũng đã rất nhiều lần chia sẻ rồi, nhưng mà có thể là chưa lưu ý cái nội dung đấy. Ok, go ahead. Who's that? Okay. Now there is a video that I suppose you already saw.
Còn hãng do cái điều kiện này nghĩ là chúng ta cứ xem hết cái tuần này rồi sau đến hỏi đáp lúc đấy chúng ta hỏi đáp sau, thì cái điều kiện trao đổi online cũng không trực tiếp gì đây được. Sau phần họ trình bày mình sẽ là đưa ra câu hỏi, anh em nào thắc mắc thì cái cầu này chúng ta hỏi luôn. Cần chỉ gạt trực tiếp thôi, nó không phải mở khóa gạt là đài máy bay gạt là mở cái gạt nên với cái cầu này gạt điều chỉnh tốc độ luôn lên chậm từ từ nhẹ nhàng, vâng, nó điều chỉnh tốc độ của cái tay gạt này luôn với cái cầu hạ bạc hay là bãi này có tay gạt nó không chỉnh. Now, in the previous slides, we saw there is 3, 3.5, and 4 ton. Now we are going to have a look to the 5-ton HF3S. This is a little bit different because the structure of the lift is different. Even here we have, of course, the 4 pistons, 2 per column. We have the hyperflow system on each piston. We have the empty, we don't have the crossbeam, so we don't have cables and pulleys as well. And the lift is available in 2 versions, with the double joint arms or with the standard universal arms. Also, these lifts are equipped with the commander, with the lever, and with the mechanical safety latches. Okay. This is a lift that I sell a lot, especially in the DG version, because it's suitable for mostly old vehicles, from the small car to the commercial vehicle with a long wheelbase. Okay. À, đây là anh em nhìn thấy đây là cái cầu HF 3S 5 tấn. À, hai cái cầu này thì nó cũng có sự khác biệt, đó là cái tay cầu. Ở cái cầu bên phải thì nó là cái tay nó có 2 khớp. Thì cái này thì lát nữa anh em sẽ nói sau. À, em xin nói qua về cái đặc điểm ở cái cầu HF 3S 5 tấn này thì cũng đều sử dụng cái công nghệ Hyperflow, đó là đồng bộ hóa thủy lực tự động. À, xi lanh kéo thì được bảo vệ trong quá trình nâng hạ, không sử dụng công nghệ NT, không cáp, không pulley, cũng như là không cần phải nâng lên trước khi hạ xuống. Và cái luôn kiểm soát được cái độ chính xác và an toàn trong quá trình nâng hạ. Có một cái thanh ba ở thanh cổng trên thì có để điều chỉnh chiều cao lên 4 48. Dễ dàng lắp đặt cũng như là không cần phải dàn giáo gì trong quá trình lắp đặt. Ở bên cái cầu bên phải của anh em nhìn thấy đó là cái cầu nó có 2 cái khớp, tay nó sẽ có 2 cái khớp. Cái này thì như em nói trên phần mềm mà em làm báo giá đấy, thì cái khớp kia nó là cái phần option đấy, thì cái khớp này thì nó lại điều chỉnh để nó có thể, cái này là rất phù hợp với những cái dòng xe như em mới biết, như Lamborghini hay là những dòng xe sang ấy, gầm thấp ấy, thì nó hoặc là cái dòng xe mà cái chiều dài cơ sở của nó dài thì nó đây như em nhìn anh thấy. Em để ý cái chữ DG kìa, thông thường nếu mà cái trên cái cầu mà có cái mô đồ mà có chữ DG này thì nó sẽ dùng cái tay này. Đấy, thì khi mình chọn thì mình cũng để ý hơn. Come, sorry, I heard Lamborghini. Okay. Yeah. Nghe thấy được à? This lift for Lamborghini or for sport cars could be used with the right accessories, okay? Because the Lamborghini, Porsche, Ferrari are very, very low profile.
Yeah. So you can use Lisp, of course, but you need some specific accessories. Yeah. À, như anh ấy nói thì anh ấy bảo em nói về cái dòng Lamborghini ấy, thì bảo anh ấy nói là nếu mà sử dụng Lamborghini thì phải dùng những cái tay thêm nữa thêm vậy. Ok. Ok. Nghe thấy à? Yeah. Bữa nay không nghe được, giờ nghe được rồi. Đó, không nghe thấy đâu. Không nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Anh cầm nói Lamborghini đấy. Thấy cái chiều cái bát anh nhìn nữa nó không thấp cái tay đấy, anh em nhìn thấy cái tay anh em cái tay này có thể những cái xe điện mới bây giờ thì dùng cái cầu này nó xe điện bây giờ siêu xe có viền hai bên cạnh sườn thấp so với lại cái mặt bát buồn và sâu trong vâng. Cái cầu này nó còn thích hợp cho cả cái xe cái tay loại tay này có xe điện nữa. Xe điện vì cái tâm pin của nó ở dưới nó gầm rất là rộng, nó phải có một không gian rộng để nó hạ cái pin đấy xuống, thì cái tay kiểu nó gấp vuông này đua vào chỉ mình cái mét thôi, nó không bị tràn sâu bên trong, thì nó thích hợp cho cái xe điện để mình nâng xe điện, nâng để hạ pin. Thì sắp tới VinFast có ra xe điện rồi, chắc chắn là cái nhu cầu cho xe điện nó sẽ đặc thù một chút. Hai cái khớp nối lên này theo em đấy thì nó hình như nó cover tất cả những cái dòng xe. Ừ, đúng gần như ngắt hơn mà. Đây là we saw the power unit HF3S which is the top range of our hydraulic toolbox. We also have an entry level range of hydraulic toolbox that we call simply HF. These lifts are manufactured in Germany as well with European components and are available in 3, 3.5, and 4 ton only. This HF family is equipped with the Hyperflow technology, with the high gravity synchronization, with the mechanical safety ratchets, even here we don't have cables and pulleys, but on these lifts we don't have the lever, we don't have the submerged motor, because you can see that we have the control, the power unit on the head of the column, and we don't have the NT system. This means on this family we have just only one feedstock per column. Anh ấy đây như là những cái đặc điểm đặc trưng của cầu HF mà anh Luca anh ấy tổng hợp lại cho anh em. Thứ nhất là sử dụng công nghệ Hyperflow này. Thứ hai là đồng bộ thủy lực này. Thứ ba là không cần nâng lên trước khi xả cầu này. Thứ tư là an toàn. Là khóa điện từ là an toàn này. Thứ tiếp theo thứ năm nó là chi phí bảo trì thấp, không cần cáp, không cần pulley. Cái thứ sáu đó là không cần cảm biến điện, và cái thứ bảy đó là nâng hạ rất nhanh. Đấy thì đây là bảy cái đặc trưng của cầu HF thì anh Luca anh ấy tổng hợp lại anh em. Ok. Then once again the main characteristics are the better columns, this is not correct because this is not empty. The Hyperflow, non-static connection between the columns, even here is very easy to install, pulling cylinders even here, the energy set integrated also on this model. The arms are the same of the smart lifts and the power lift HF3S. It's very fast in lifting and lowering, and we have the control buttons instead of the lever.
Also this lift is baseless, so remember that all our tuples are baseless, and we deliver this lift with the possibility to adjust it in high. Ở đây thì anh ấy chỉ rõ từng cái đặc tính của cái cầu HF trên thân cầu ấy. Đây từng anh em có thể nhìn đấy, đấy là sử dụng không sử dụng công nghệ NT này, không cáp không pulley, không không cần phải nâng lên trước khi hạ này. Có cái thân cầu thì được dập tốc độ nâng hạ nhanh. Cái trên cái cổng thì có thể điều chỉnh chiều cao lên 4m9, xi lanh thì được bảo vệ, xi lanh kéo thì được bảo vệ trong quá trình nâng hạ. Công nghệ Hyperflow tức là khi mà hai cái xi lanh nó lên đến điểm cao nhất ấy, thì nó sẽ tự xả e. Và cái tay cầu ấy, cái tay cầu không đối xứng thì có thể mở rộng cái không gian làm việc. Ok. Yeah. Then we have designed a special version that we call HF or HF3S Auto, and this model is particular because the short arms are standard, long arms are double articulated, as you can see in the photo. And you can use the lift. This lift is very flexible because you can lift up the car, positioning the arms in two different ways. The position A, okay, you have more space around the car for body shot. The position B, you maximize the space below the car, and this is very useful for electric and hybrid vehicles. For your information, this lift has been tested by Porsche, and Porsche said that their opinion, this is the best solution for electric and hybrid cars, and probably they will recommend these lifts for the Porsche workshop worldwide. Về cái cầu HF3S Auto đấy thì như vừa nãy thì đây là cái cầu mà sử dụng cái tay của hai khớp. Hai khớp thì như anh em nhìn thấy ở trên màn hình ấy thì nó sẽ có hai cái điểm, điểm A và điểm B. Đấy. Thì khi mà mình sử dụng cái khớp nối thứ hai đấy thì nó sẽ tối đa hóa cái không gian làm việc ở xung quanh cái xe. Đặc biệt là đây như anh ấy nói là rất hữu ích cho việc những cái dòng xe điện, sao điện sau này như VinFast ấy chẳng hạn. Và anh ấy cũng có recommend tức là mình nên dùng cái loại đối với cái dòng xe Porsche ấy thì cái cầu này rất hữu ích. Ok. Here are some other photos of this lift. Then let's start to talk about the high duty two post lifts. As you know, we have two post lifts with lifting capacity up to 8 tons. But differently from the HF3S 5000, these lifts are equipped with a special hydraulic system or hydraulic pistons called SST. These lifts are available at 6, 6.5, 7, and 8 tons. Any high lifting capacity posts are
super robust, very, very heavy, are equipped with ESP cylinders, with an automatic system to bleed out the air from the hydraulic circuit. All are equipped with the double joint arms. And here we don't have any kind of cables or hydraulic hoses moving from one side to the other on the hopper pad. I mean, we have of course cables or hydraulic hoses, but you can have it underneath. And of course these lifts are without cables and these. Tiếp theo nó là hai cái model tiếp theo của cầu hai trụ. Đây là cái cầu hai trụ không cổng, nó là Powerlift HL và Powerlift DHL. Hai cái đây là đều cầu hai trụ với cái đồng bộ điện đấy, đảm bảo an toàn trong quá trình nâng hạ. Hai cái cầu này thì không sử dụng cái khóa an toàn. Cầu Powerlift HL thì là công suất của nó là 6 tấn, Powerlift HDL thì từ giải từ 6,5 tấn, 7 tấn và 8 tấn. Những cái đặc điểm của hai cái loại cầu này thì nó sử dụng cái xi lanh SST. Về cái đặc điểm của xi lanh SST thì lát nữa bạn Thưởng sẽ giải thích rõ hơn cho anh em về cái này. Vẫn là cái gì đấy? Không, nó hai xi lanh. Vẫn là đầu tiên. Nó dùng hệ thống thủy lực xả e, cũng có thêm cái tay DG là cái tay nối khớp ạ. Kết cấu cái trụ này thì nó không cần cái rốt, tức là cái dây gọi là cái dây gì nhỉ? Tức là cái em hiểu nó là cái dây liên kết giữa cái dây dầu nó sẽ đi âm sàn chứ nó không cần phải cái trụ ở trên cái là quét âm sàn rồi. Nó thiết kế này chắc là nó phải đi làm đường ngầm dưới đấy. Nói chung như này hoạt động chạy có gì liên kết nhau ngầm ở dưới. Đúng rồi. Đây under S này. Tức là về cơ bản ở trên thì nó sẽ không có kết nối gì với nhau, thế nhưng mà cái ở dưới là underneath, tức là cái lắp ở dưới. Vâng. Không liên kết, không liên kết. Yes. I have the questions. As I see in model HL and HGL, there's no connection between two columns. Well, on these lifts, yeah. On these lifts, we have a connection between the two columns, but on the sixth ton, we have one electric cable and one hydraulic hose moving from the main column to the other, but you can have this cable and this hydraulic hose overhead, I mean like on the lifts, or you can put it in the ground underneath, okay? On the others, the 6.5, the 7, and the 8 ton, there is just only one electric cable going from one column to the other. The overhead is. Bấm nó lại. Đưa vậy này. Overhead like the others two post lifts, or
in the ground underneath in order to have a clear ceiling above the lift. Is it clear? Yes, clear from six tons. From six, for six, six and a half, seven and eight tons. There is a cable moving from one pole to the other, but you can also have it in the floor. Okay? No. Đây, ông nghe thấy không nhỉ? Không rút ra. Hello Luca. Can yes. You, can you hear me? So regarding yes. The SDL series, it means there's two hybrid system in two column, right? On this list, we have one hydraulic piston per column, okay, of course, and on the six ton, on the sixth ton, we have one. Okay, I explain. This is the sixth ton. Yes. Okay, and you see that on the right side we have one power unit. Okay. On the sixth ton, there is one cable moving from one column to the other, and also one. Hydraulic hose. Okay. But you can have the cable and the hydraulic hose overhead, like in the photo. Okay. Or you can have it in the floor. Okay, I got it. Okay, I got it. Excellent. And this is for the 6 ton only. Okay. Okay. The six from 6.5 to 8 ton, this means 6.5, 7, and 8 ton. Yeah. We have two hydraulic unit, one per column, and just only one electric cable going from one column to the other. And even here, you can have the electric cable overhead or underneath. Okay. Okay, I got it. Let me translate to them. Cái cầu từ 6 tấn tới 8 tấn loại này thì nó có chia hai loại. Có loại 6 tấn, 6 tấn như nhảy nhanh nhìn thấy là có sẽ có một mạch thủy, một cái motor thủy lực ở một cầu, một trụ và nó kết nối giống như cầu thông thường. Và cái dây này có thể để ở trên, dây thủy lực và dây điện này có thể đi ở trên hoặc đi ở dưới. Dưới thể nào chôn dưới đất để cho nó kín. Loại thứ hai là loại 6,5 tấn, 7 tấn và 8 tấn. Thì loại đấy là mỗi trụ sẽ có một motor thủy lực và nó kết nối vào nhau chỉ bằng dây điện thôi. Dây điện thì cũng có thể đi trên nóc hoặc là đi dưới sàn. Thì cái mạch như vậy thì cái cầu 6,5 tấn, 7 tấn và 8 tấn nó quy định là HDL ấy. Cầu đấy thì nó sẽ có hai mạch thủy lực của hai cầu độc lập với nhau, chỉ tương fit trên hệ thống điện thôi. Chứ còn nó không có hai mạch được không với nhau nữa. Đấy, cái không điều khiển thôi. Đúng rồi. Thì em chắc chắn nó sẽ có một cái cơ cấu nó để nó cân bằng. Chứ không thể nào mà nó hoạt động độc lập với nhau được. Thực sự cái cầu mà tải trọng lớn này mình cũng ít bán mà. Không bán được. Có đâu, ít thật. Biết đâu được. Okay, please go ahead. Okay. For your information, we are going to close an agreement with MAN, the truck manufacturer, for
these kind of leaks, the Editon version, for their workshops. Okay. So, because these leaks are very, very useful in the heavy-duty workshops, and only BMW have a lot of drives, you can try to push for this kind of leaks also in Vietnam, because are a very clever solution, and the operators can do a lot of service to the trucks using this kind of leaks. And because of the SSP system, the hydraulic cylinders, this is a very, very, an extremely safety system, because SSP means safety star technology, and this is a patent system, and it is a combination between electronic, hydraulic, and mechanic, because we have the oil power, of course, of the hydraulic. We have the electronic synchronization of the arm, and we also have a mechanical safety ratchets at every lifting height. Em thì thích chọn đây nha. Cái công nghệ SSP sealing này thì là nó viết tắt của cái Safety Star Technology ấy. Tức là giống như camera mô tả rồi. Nó sẽ có mạch cái hệ thống khóa bằng cơ khí block at every cái này để em giải thích. Hoàng là thích cái này. Cái này tức là như này. Cái xi lanh thủy lực ấy thì nó có cái viên dạng giống như cái trục kính mẹ. Và nó có cái ổ đây là cái ổ. Màu thì nước bên cạnh đây đúng không? Đây là một cái ổ này. Cái này cái ổ này nó sẽ cái này ổ này nó sẽ đo được cái tức là số vòng này. Bảo vì sao mà nó hai cột nó độc lập mà nó bất cân bằng nhau? Bởi cái này nó sẽ kiểm soát được cái khoảng cách, tức là cái khi mà lên được bao nhiêu thì nó sẽ đếm được cái số cái vòng này. Nó sẽ làm cho cái hai cái mạch, hai cái hệ thống và hai cái cột nó cân bằng nhau. Nó là như thế. Thế tại sao mà mình yêu cầu cái cân bằng ở chỗ đấy? Và cái một cái nữa là nó an toàn, bởi vì sao? Bởi vì cái mạch thủy lực đấy, bình thường là mình có cái con cắp đúng không, có con đoàn, nhưng mà cái này nó bằng các viên bi này, cái nó sẽ cài luôn vào cái này, thì khi mà kể cả mình thủy lực này nó bị tụt thì cái bi này nó chặn rồi nên nó không bị tụt xuống được. Đó, an toàn ở chỗ đấy, không muốn đẩy, không muốn đẩy trên như vậy thì xoay bít mẹ. Không, đây là xi lanh thủy lực nhá, xi lanh thủy lực. Xi lanh thủy lực ấy không phải là bít meo, nhưng mà cái viên dạng, cái kết cấu giống cái trục bít meo. Quay này nó có, một đây được chạy này, cái này được quay bít meo. Vâng, đúng quay, nó tức là cái thủy lực đẩy viên trên quay, nhưng nó không dẫn động bằng thủy lực chứ không bằng điện. Cái bít meo thông thường là mình dẫn động bằng điện, cái dẫn động bằng thủy lực, nhưng mà vẫn làm quay bít meo thì cái độ an toàn nó cũng cao. Kể cả trường hợp mà có đứt rất là thủy lực gì đấy thì cũng chả được gì cả. Nó pha lai giữa cầu vít me với lại cầu thủy lực thông thường. À, về cơ bản thì cái cầu này thì nó phù hợp với những cái dòng xe nặng 6 tấn trở lên. Trước anh xem chưa con loại này? Đã xem rồi. Vì cầu này chỉ dành cho cái xe tải nặng thôi. Vì cái này dùng xe tải thế nên là cái độ an toàn nó cao á. Nên nó làm một loại cầu này. Sau này các anh bán cho bên nào xe tải thì có thể xem xét cái đấy. Tải trọng 8 tấn. Giống như kiểu cầu sông nặng không? 8 tấn thì còn sẽ dài không? Gần giống như thế đấy. Đúng rồi. Cái loại 1x1 đấy của Cookie thì nó cũng, nhưng mà nó kết cấu cũng có kết cấu 4x1 là cầu điện. Cầu này là cầu thủy lực. Viết me thủy lực. Rồi viết me thủy lực. Media. Okay, the next one, Luca. Yes. Okay, now let's talk of the Jumbo. You know this lift. The Jumbo are in production since 1985, where
we introduce it to the auto-mechanical crank shoot. And now these type of lifts are very popular in all worldwide workshops. Okay. Our the characteristic of our double chisel lifts is that are very low profile, only 105 millimeters for the 3.5 version. Ok. Tiếp theo nữa là đến cái phần đấy là cái cầu cầu cắt kéo nâng bụng. Cầu nâng bụng thì phòng anh phòng cái hai anh em mình cũng từng bán rồi đúng không? Anh em nhớ được đấy là anh bạn Long. Long. Anh Huy bán gì? Bán đâu? Câu hỏi gì lát nữa để sau tí nữa em sẽ hỏi hãng một số cái để giải đáp. Thực ra thì cái cầu này thì ở trong trọng Sài Gòn phòng 9, phòng anh em thì các bán anh các anh em ở trong đây bán cho BMW thì các anh em bán cái cầu này nhiều hơn. Vâng. Về cơ bản thì cái cầu này thì nó cũng đây những cái đặc tính của nó thì anh Luca anh có giới thiệu, tức là nó cũng tiết kiệm được cái không gian như là cái nó cái đặc tính như là nó không gian rồi mặt mặt bàn này có thể là cái mặt bàn cầu nếu mà là cái cầu nắp nổi thì nó là 1.0 hơn 10 phân. Ok. Ok. Okay. Next slide please. Main characteristics of the Jumbo MT are the four pistons. This means the MT system with the hyperflow bleeding system. We have the lubricated nipples on all the chisels. The chisels slide on a nylon pad. No maintenance for the pistons, for the cylinders. Free access between the chisels because there are not of the reason any there is any mechanical or physical connection between the two platforms, and the platform length are 2060 or 2160, depends on the model. Also here we have like for the power lift HR3S, we have the submerged motor into the oil. Ok. Cũng giống như cái cầu hai trụ ấy thì cái cầu nâng bụng của thằng Nussbaum này thì họ cũng dùng cái sử dụng cái công nghệ NT, tức là đúng rồi, xin anh kép là không cần những cái cảm biến, không cần những cái phụ kiện, những cái thiết bị điện, không cần đây không cần nâng lên trước khi hạ xuống. Về cái thông số thì cái chiều dài bàn nâng của cái mặt cầu này là 2m06 và 2m16. Giữa hai cái ở đây có một cái đặc điểm nữa là cái chân cầu ấy thì nó không sử dụng cái bánh xe mà nó sử dụng một cái tấm trượt trên một cái tấm ni, sử dụng cái trượt trên một cái tấm ni lông. Đấy. Tôi về đặc điểm thì em nghĩ là những cái đặc điểm chính. Về thêm một cái nữa là nó ít cái chi phí bảo trì ở cái cầu này. Ok. Yeah. Then we also have one special version that we designed for BMW, and this is the Jumbo X-Tank. The main characteristic of the main characteristics of these lifts are the extendable platforms and the control unit with the combustor. The Jumbo X10 is available in 3.5 ton only. Also, this lift is equipped with the hyperflow fixed system with the four piston.
hydraulic synchronization, as I said, with the lever, the command, no electric sensors between the two platforms. Like the other jump, is a very fast lift, lifting and lowering, and low maintenance. Okay. Sorry, Karen. Good to translate. Okay. Trên cái báo giá của cái trên phần mềm của công ty mình ấy, thì em nó để hai cái báo giá, tức là nó có hai cái model, tức là Jumbo Lift NT và Jumbo Lift NT Extend. Thì cái Extend này đấy thì nó là cái bàn nâng thì nó được kéo dài ra giống như cái cầu ca leo mình có ấy. Thì là bàn nâng nó sẽ có cái phần mở rộng cái bàn nâng này ra. Cái model Jumbo Extend này ấy, thì tải trọng của nó là 5 tấn, sử dụng công nghệ Hyperflow, đồng bộ hóa thể lực, không có những cái cảm biến điện, thời gian nâng hạ nhanh, chi phí bảo trì thấp. Thì đây là những cái đặc điểm chính. Đây thì có người ta có ghi ra là cái chiều dài bàn nâng ấy có thể đạt tới 2m32. Thì đấy là những đặc điểm chính của cái cầu Jumbo Extend này. Ok, go ahead please. Ok. The Jumbo Extend, as I said, has been designed for BMW and it is suitable for the Mini and also the 7 series long, the so-called G12. Như em có vừa có giới thiệu ấy, thì cái cầu Extend này ở trong chi nhánh Sài Gòn thì đã bạn Ân với bạn Nguyên ấy, thì bạn chủ yếu bạn bán cho cái nó phù hợp với dòng BMW. Đó. Anh cũng khuyến cáo là cái này rất phù hợp cho BMW. Ok. Ok, to the next slide, Luca. The models are the Jumbo 3.5 ton NT with a runway length 1460 when totally closed and 2160 with the ramps up and a drive on height of 105 mm. Then the Jumbo Extend, but you can see that the central platform is the same, 1460. But to the extensions, you can reach 2,320 meters long. The drive on height is the same, 105 meters. Then there is the 4-ton with the same, mainly the same platforms of the 3.5 ton, but because of the different structure, the drive on high is higher, 135 millimeters. Đây là ba cái model phổ biến của cái dòng cầu nâng bụng, đó là Jumbo 3500 NT, Jumbo 3500 NT Extend và Jumbo 4000 NT. Về từng model một thì anh em nhìn thấy là cái runway length nó là cái chiều dài bàn nâng, còn cái drive over high đó là cái chiều cao của bàn nâng khi mà nó hạ xuống. Luca, could I have a yes. question now? So, sorry? Could I have a question? Please. Yes, as I discussed with you before, with this type of lift, we have one problem when customer they use the trolley, the tool trolley, to support the removing the wheel. With the trolley, customer see the problem when the wheel of trolley it fall down on the into the hole of the lift, and I send you the email before. Do you remember? You mean that on shortcut as the wheel of touch. No. Touch the ramps. No, the wheel of the trolley. It fall down on the
the hole. No, I was thinking to the email you sent me, but in this moment I don't remember. Yes, I sent you the email to show you some feature when the wheel of the trolley, the tool trolley, it fall down on the hole. And we never see this situation with other leaf. Because you can see here in the first picture. The first picture. Okay. This is a sort of experience our technician want to share to you. So I think you could have a better solution for installation later for lift order from us. Okay, you mean in the jungle, you are still talking about the jungles. Okay. Yes. So okay, next one. Yes, please. Share the information with me. I will be glad to receive your okay, your sure. data. Sure, we will share it to you. Okay, excellent. Now, let's go ahead, let's talk of the Unilift. Unilift is the scissor lift. Nussbaum invented the scissor lift and introduced it on the market in 1983. And at that time it was a revolution. And many other competitors started to produce this type of lift after we presented it. Tiếp theo là về cái cầu Unilift. Cái cầu này là dùng cho kiểm tra góc lái bánh xe cũng như là kiểu cho làm service ấy. Thì cái đợt năm 19 vừa rồi thì anh Tân cũng đã cho đặt 5 cái cầu Unilift này thì chắc tăng tuần kho anh đấy không nhỉ? Vâng, đấy thì về đặc điểm cầu Unilift này thì về cái tính năng thì anh ấy sẽ giới thiệu sau. Nhưng mà thì đây cũng là một trong những cái sản phẩm tiên phong của bên Nussbaum. Cái này thì có lẽ trong thời gian tới em sẽ phải xin ý kiến anh Tân về cái giá hỗ trợ anh em một chút. Cũng phải một chút, không phải nhiều chút. Chút thì nó chậm gì? Còn đắt hơn cầu Google. Cầu này thì nó đắt hơn. Nên là cái đàn này không được cơ hôm thì đắt phẩm. Ok, next slide Luca. Có vấn đề gì đâu? Có vấn đề gì đâu? Our system is equipped with the NT system between the four pistons. On the main platform as well as on the small one, the wheel predict. Even here we have the motor submerged into the oil field. Of course, the lifts are available with different types of platforms. This means flat or with alignment recess for the turntables and the side plates. The wheel lift is adjustable in length both direction, this meaning front and the rear. And we have sliding nylon pads instead of wheels. Go ahead, and then I will highlight one point. Yeah. You can translate. Yes. Anh em có thể nhìn thấy ở trên màn hình ấy thì cũng giống như cái cầu quắc ghi của mình ấy, thì cái cầu của Nussbaum này cũng có hai loại mà lắp nổi và lắp chìm. Đây thì trên màn hình đó là cái cầu lắp nổi. Cũng giống như những cái đặc điểm chung của cái cầu Nussbaum thì họ đều sử dụng cái công nghệ NT, tức là không cảm biến, không những cái phụ kiện điện, không cần nâng cầu lên trước khi hạ xuống. Đó là cái đặc điểm chung như vậy. Anh em có thể nhìn thêm đó là cái cầu này thì cũng thể mình để sử dụng cho service luôn được khi mà nó có cái thanh trượt ở chỗ gear lái kìa. Đấy ạ.
đóng thanh trượt đóng lại thì mình cho dùng cho service được. Ok. Vâng. À, thêm một nữa là cái những cũng giống như cái cầu nâng bụng ấy, thì cái chân cầu nó không trượt, nó không dùng bánh xe mà nó là trượt trên một cái tấm nhựa ni lông. Ok. Ok, good. One important thing, if you decide five units and keep it on stock, okay? Yeah. You have the chance, you just only have to decide if you want it with or without the wind-free lift, I mean the additional and integrated lift, the small one. Once you decided the model, okay, you can also have separately all the alignments features. This means the sliding plates, as well as the recess for the turntables, yes, in a separate box. What does it mean? For example, you can have two units on stock and one alignment. So you are able to offer your customers the two versions, and you can adapt the accessories in function of the request you receive. Is it clear? Yes. Okay. Anh Yuka, anh ấy nói, anh nói về mấy cái cầu, anh chắc là anh biết là nó là tồn kho của mình ấy. Anh ấy nói là trong trường hợp mấy cái cầu này không bán sử dụng cắt kéo được, không sử dụng để dùng để kiểm tra góc lái được ấy, thì mình có thể để sử dụng làm cái quick service mà em nghĩ nó cũng đắt, làm cái service nhanh. Làm cái lắp nhanh cho cái nhưng mà cầu này là một con đêm rẻ, cầu này thì nó chất hả cầm đặt. Ok, the next slide. Okay. Yeah. One important thing is that our alignment lifts, okay, are the only one equipped with the adjustable alignment position. Because as you can see in these photos, we have two adjustable ratchets below each shiso, so you can adjust the position of the platforms lengthwise and in crosswise. Có một cái điều mà anh ấy muốn nói thêm vào cái cầu này nữa, tức là cái cầu kiểm tra góc lái này của Dustbound ấy thì có một cái hệ thống khóa gọi đây, ở đây là khóa khí à? Khóa cơ, vàng khóa khí, tức là nó có thể để cái cầu dừng ở bất kỳ một điểm nào cũng được, hạ ở bất kỳ một điểm nào. Đấy là cái lý do mà gây ra cái khác mặt của anh Phương ạ. Tại cái này là giống như cầu ráp á, tức là nó dừng bất kỳ chỗ nào, nó không ngồi khóa. Đấy, thế nên là tạo ra cái tình trạng giống như là anh Phương đã mô tả, là khi mà chặn một cái vị trí nhất định, vô tình nó ngồi ở, nó đứng dừng ở trên đỉnh của cái lấy khóa, nên gây ra việc là nó bị trượt. Nhưng cái trường hợp này thì mình không ngồi khóa hay không bị trượt đâu, để nguyên như thế, vì cái này là giống như là cái cầu của cái bệ kéo nắn Spinacy ấy, tức là nó không ấn cho ngồi khóa, nó cứ mặt kỷ lục nó sẽ giữ, còn khi nào mà nó mở khóa ra thì nó sẽ ấn cái phần điều khiển khi nén nâng cái đây lên để mở khóa ra. Công này không ngồi quá, đúng như mô tả của hãng, không ngồi quá. Không ngồi quá, hãng gọi là không ngồi quá, dừng ở bất kỳ vị trí nào. Excuse me, Luca. Sorry? Yes, this model not sit on leg, right? Do not sit on leg. These racks, these rackets are not for safety. These are only for alignment. Yeah.
Có người bán. Not sit on light white. Sorry. This type of leaf not have a seat on light mood white. Ratchet. Do not sit on ratchet. These ratchets are only for alignment. When you have to do an alignment, okay, a wheel alignment, you need the perfect plane. Yeah. Okay. And all our competitors, they have the alignment position. Yeah. On the safety ratchet. Yeah. Our leaves are different because the safety is done by the four hydraulic pistons by the anti system. Yeah. These ratchets are only for alignment. I mean, when you have to do the alignment, you will simply push a button and the lift is moving down on this ratchet. Uh-huh. But only for alignment. Okay. Okay. It's cause the situation when the how to say when the không biết dùng từ gì nhỉ? Cái vống ấy nó nằm ở bình thường nhé, cái hình ảnh này. Đây, hình ảnh này nó có không? Không thể hiện trên này. Không, hình ảnh này này. Wait a moment, I will show you. Yes. Rồi diễn tả một lời, không biết dùng cái từ là gọi nó là cái gì. Cái cóc khóa, nhưng mà giờ cái cóc giờ tiếng Anh là gì thì đây này, nó có một cái cóc khóa, nó sẽ cài vào cái răng này, anh nhìn thấy không? Khi mà cái cóc khóa đấy nó chỉ nằm ở đỉnh răng này thôi thì nó sẽ gây ra lệch, bởi vì một bên nằm trước người làm sau ấy, nhớ kiểu như thế. Bây giờ em diễn tả bằng lời thì em không biết dùng cái từ gì để em diễn tả ý muốn. Bây giờ cái như bác ấy nói là chỉ dùng ở wheel alignment ấy thì nó mới sử dụng chế độ là sit on ratchet, tức là ngồi khóa. Nhưng mà khi ngồi khóa thế thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là khi mà cái cóc nó ngồi trên đỉnh của cái răng thì nó sẽ bị trượt, nên là một bên thì nó sẽ gây ra lệch. Thì thoảng sẽ bị khi nhưng vô tình cái vị trí nó trùng vào vị trí đỉnh của cái răng ấy. Bây giờ phải sâu ở đây thôi. Bây giờ em không biết mô tả nào, anh cầm tiếng Anh giỏi hơn em mô tả thôi. Em không biết dùng cái từ cóc thì biết tiếng Anh nó là cái gì. Luca. Yes. Do you see the image on my phone? Hold on, wait that I have to hold on a second. Okay, yes, I see your phone. Yes, I see this phone, but this is mechanical safety ratchets. Yes. These are the mechanical safety ratchets. Yeah, this is the condition when the lift stay on the ratchet. You can see? Yes. Something it cause unbalance between two line of ratchets. Yes. But because these ratchets are not adjustable. Yeah. These ratchets are welded on the base frame of the lift. And you cannot adjust the position of these ratchets on the photo. Am I right? Cái gì nhỉ? Em bác nói không điều chỉnh được vị trí ở cái cóc này. Thì bây giờ nó sẽ gây ra trường hợp như thế. Vì là sẽ có thi thoảng sẽ gặp trường hợp là cái cóc ấy nó ngồi trên đỉnh của cái răng. Nó trượt xuống. Nó trượt xuống thì gây ra lệch.
rất ít trường hợp phải ra, nhưng mà nó tanh pan thì nó sẽ tìm bấy lâu thì vết ra thôi. Nhưng mà đúng cái vị trí nó cần 10 lần mà đến 9 lần rồi. Nếu mà chạy I know that in some case, if the unbalancing between the ratchets happens, our technician says it's quite dangerous. Yes, would be. Well, we have to divide or to split the speech between the safety and the alarm. Okay. Our competitors, they all have mechanical safety ratchets on the Shisovitz. Okay? Okay. And for sure, if on a Shisovitz the ratchets engage at different levels on the two shisos, and you have an unbalancing between the two platforms or the two runways, could be dangerous, for sure. Okay, but this is a safety issue. Back noise on that guy. Okay. On our lifts, we have the four pistons. This means that we don't have mechanical safety ratchets. Okay. Okay. Okay, anh, ông Domini. Tức là bác ấy nói rằng là cái cầu này nó có bốn xi lanh, tức là hai mặt sẽ chuyển động độc lập NT giống như em nói ở những cái cầu trước ấy. Vậy nên là về cái tính năng an toàn ấy thì không cần phải cho ngồi vào khóa, nó vẫn an toàn. Chỉ có trường hợp khóa là khi mà mình làm con bánh xe ấy, yêu cầu cái mặt của cầu nó phải phẳng, thì khi mình điều chỉnh cái nước ngồi khóa ở vị trí tuyệt đối phẳng thì lúc đấy mình cần ngồi khóa để cho nó phẳng thôi, còn không phải mục đích là cho nó an toàn. Với cái việc trượt kia nó cũng không gây ra mất an toàn. Đấy, chỗ này bên anh Phương hiểu em ý của hãng họ giải thích không? Đấy thì bây giờ cái xe không hiểu như thế được. Đấy. Đấy thì quy trình là khi mà nâng lên hạ xuống thì không phải ngồi khóa, mà trừ khi là mình hiệu chỉnh của bánh xe ở cái nấc ngồi để mà mình chỉnh ấy. Thì em hiểu như thế. Thì cái việc trượt này là bây giờ khách hàng đang lo ngại là nó mất an toàn hay là nó gây ra lệch. Nó bị va mạnh thôi. Trượt toàn nước xe, nhưng xe tầm 10 phân. Một bên ngồi trên, một bên trượt, một bên trên, một bên tăng trên, một bên tăng dưới nhỉ. Vì là khi mà cái thì em nghĩ là mình phải liên quan đến cái điều chỉnh, hiệu chỉnh cái ratchet của mình thôi, cái răng ấy thôi. Vì khi mình chỉnh hai cái cân nhau thì nó trượt thì nó cùng trượt và nó ngồi nó cùng ngồi chứ. Đúng, nhưng mà không thể tương đối 100% với nhau được. Nếu mà trượt cùng trượt thì nó đang ngồi cùng khóa. Thì đúng rồi, thì ý em là mình điều chỉnh một cái cao một cái thấp thì nó chưa phải là tuyệt đối. Nói ra thì sao khóa rất quan trọng, tại vì nó hình tròn. Bởi vì nếu mà mình chỉnh thì you remember we used to order 5 units from you in 2019. Okay, yes. We used to sell one unilift for a customer. Uh-huh. Yeah, and the technician says that a ratchet was deformed and it caused unbalance. What do you mean deformed? You mean the ratchet I show you? Yes, yeah. But the ratchet you showed me are not about it. One ratchet was deformed. But the photo you showed me was not about it. Yeah, the photo anh Huy có cái ấy không nhỉ? Cái cầu mà bị có hình ảnh trượt không? Có hình ảnh trượt gửi anh cầm. Không, không nghĩa như còn. Bản thân ấy, nếu như mà
trường hợp người làm ấy, người ta biết là ok đấy, cái răng này bị trượt thì nó cho cao một tí rồi người ta hạ xuống. Bản thân mình điều khiển thì nó bị nhỏ. Đấy. Khách hàng nó điều khiển cho mình. Đấy là khách hàng cố tạo van thôi. Giờ bây giờ mà muốn nắm bắt điều khiển bị trượt như thế. Cái đấy thì cái tỷ lệ dính rất là thấp trừ khi người ta chú cố tình để cho nó trượt thôi. Đúng không anh Huy? Thì thằng em chú cần lấy van đứng vào vị trí. Ok. I will collect the photo and send you later. Còn thực ra nếu mà điều tao ban thế thì cầu nào cũng sẽ cầu nào cho ngồi đến sát cái vị trí này. Răng nó trong quần áo. Cái này là các cầu thủ vào là giải quyết xong rồi. Và tất cả mọi thứ là về cơ bản đã xong hết rồi. Vâng. Thôi cái vấn đề là trượt nước thì ta không phải đâu. Mà phải chủ yếu là phải cái vấn đề là cái cầu hai chân làm sao nó lên tốc độ của nó. Tí nữa xem bách lại cái này. Vâng, bách lại cái này. Và tôi em tóm lại nói chung về cái cầu kiểm tra góc lái của Nussbaum ấy thì như anh Luca anh ấy trình bày nó tức là nó sẽ tạo một cái mức cái tức là cái độ cân bằng ở bất kỳ một tải trọng nào và nó sẽ rất an toàn. Tức là như em giải thích vừa rồi ấy, tức là nó có mạch chỉ lực mạch chỉ anh kép rồi nên là cái tính năng an toàn của cái khóa cơ khí này là nó không phải để an toàn mà để ngồi vị trí đấy là cân bằng khi mà mình làm điều chỉnh cái bánh xe ấy, thì cần mặt thẳng nó thẳng thì người ta sẽ điều chỉnh cái khóa ấy, ở vị trí ấy nó sẽ cân bằng. Khóa chỉ mục đích để cân bằng thăng bằng mặt cầu thôi chứ không có vai trò an toàn. Vậy nên là họ nói là khi mà ấn ngồi khóa chỉ trong hợp để mình điều chỉnh còn bánh xe thôi, còn khi mà nâng hạ xuống để xem thì không cần thiết là ngồi khóa. An toàn là đề của nó đúng không? Đúng rồi. Hai mạch chỉ lực xi lanh kép. Ở đây nó không có cái van nào để van ở trong thi công hay là van nào ấy? Trong cầu là có cái van để dầu mà thấy van hiệu chỉnh dầu em không nhìn hình ảnh em không biết rồi. Anh gửi hình ảnh cho anh cầm đi sau em sâu cho em hỏi luôn. Cái vai trò của mỗi van đấy là gì? Điều chỉnh vào xong rồi bơm lên xuống xong là trở về vị trí. Anh gửi ảnh đi, em sẽ hỏi hãng. Trong thời gian anh gửi thì sẽ tiếp tục những nội dung tiếp theo nhé, tránh thời gian. Ok Luca, next one. Ok, and we go ahead. Luca này không, làm siêu. Well, the units are available in 3.5, 5, 6.5 and 8 ton. Okay, up to 6.5 ton you can have all the combinations, this means flat runways with or without wheel lift and with or without the alignment ratchet. The 8 ton is available only in a flat runway. Okay. Okay? Yeah. Then the mid-rise, the sprinter is the ideal solution for the tire shocks. Is a mid-rise because the lifting height is approximately 900 millimeters, 3 ton lifting capacity. Mm-hmm. Galvanized platform. You can move this lift into the workshop because the trolley or the movable kit is included. It's translated to them. Đây là cái cầu mid to rise mà lúc trước mà nói, tức là cầu này chỉ nâng ở mức độ thấp thôi, mà nó là cầu di động. Giống như là rất nhiều anh em cũng hỏi rồi, nhưng mà cái cầu này thì có thể di chuyển xung quanh xưởng được, chứ có nâng của nó rơi khoảng tầm 1m, 1m2 thôi, trong này không hiển thị thông số này em không biết. Thông thường loại cầu này chỉ có nâng tầm đấy. 900 trên cùng 900. Là 900, đấy, chiều cao nâng của 900mm. Và tải trọng là 3 tấn. Cầu này thì có thể sử dụng ở trong bên trong sân xưởng được, hoặc các ra ngoài cũng làm được. Còn nó cầu là cầu di động. Ngoài ra thì một số cái thứ khác nữa như là cái tủ điều khiển của nó cũng có bánh xe để mà di chuyển. Ok, please next slide. Ok, these are the main characteristics of the sprinter that I already described to you. I think you can really evaluate also
this list. Is it popular in Vietnam? It's not so popular. Okay, maybe you can try to push for it and open a new channel. Okay. Then the last one. Not the last. The combinist. This is the traditional four post. You know that some OEM manufacturers, they are pushing for this type of lift, specifically for the alignment procedures. À, em đã dịch qua cái phần này. Sorry, Luca.